Xin chào quý vị và các bạn. Trong khi các tỉnh thành khu vực Trung Bộ, Nam Bộ vẫn có một ngày chủ nhật với thời tiết ít mưa, tạnh ráo và nắng đẹp, thì tại Bắc Bộ, cảnh báo mưa dông đang gia tăng và mở rộng trên khu vực. Cục bộ có những điểm có mưa to đến rất to. Hình thế gây mưa cho Bắc Bộ lúc này là do có một vùng hội tụ gió trên độ cao 1.500 đến 3.000 mét di chuyển từ vùng Thượng Lào sang, gây mưa dông cho khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Sau đó thì vùng mưa sẽ lan dần và mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Dự báo mưa dông còn kéo dài đến hết đêm 30 tháng 9. Dự báo tổng lượng mưa từ hôm nay đến hết ngày mai 30 tháng 9 trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ trong khoảng từ 50-150mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Do mưa nhiều, quý vị cần đề phòng với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Phải sang đến ngày 1 tháng 10, miền Bắc có khả năng chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới thì mưa dứt, trời mát trở lại. Do mưa tăng dần nên hôm nay, nền nhiệt trên toàn Bắc Bộ sẽ giảm dần, cao nhất chỉ quanh mức 29 cho tới 32 độ. Thấp nhất về đêm và sáng chỉ từ 23 cho tới 25 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Trái ngược lại, ở Trung Bộ, hôm nay chỉ riêng Thanh Hóa có mưa rải rác về chiều tối, còn suốt khu vực từ Nghệ An trở vào đến Bình Thuận vẫn duy trì thời tiết tạnh ráo, nắng đều, mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ, thậm chí một số nơi vẫn xảy ra nắng nóng, mức nhiệt cao 35-36 độ. Tương tự, ở phía Nam hôm nay mưa chỉ rải rác vài nơi về chiều tối, còn ban ngày trời nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trong khi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ cũng đạt ngưỡng cao từ 33 cho tới 35 độ, trời nóng nhẹ về trưa chiều. Trên biển, tất cả các vùng biển từ ven bờ ra ngoài khơi Bắc, giữa và Nam của Biển Đông cũng như khu vực huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có chung tình trạng gió nhẹ, ít mưa và sóng thấp. Thời tiết lý tưởng cho việc ra khơi bám biển, khai thác ngư trường của bà con ngư dân. Hôm nay thủ đô Hà Nội dự báo sẽ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác cả ngày. Mưa dông sẽ tăng hơn trong khoảng tối và đêm nay. Do có mưa, trời nhiều mây nên mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố sẽ giảm nhẹ, dao động từ 25 cho tới 32 độ. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng trong ngày chủ nhật cuối tuần vẫn khá thuận lợi cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch hay là tắm biển. Bởi trời nắng đều, mức nhiệt cao nhất trưa nay là khoảng 34 độ. Về đêm trời mát, mức nhiệt là 25-26 độ. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến chiều cũng tạnh ráo, có nắng. Trưa chiều nắng mạnh, nền nhiệt sẽ tăng lên mức 35 độ, bắt đầu chạm ngưỡng nắng nóng. Về chiều tối, mưa dông xuất hiện nhưng không kéo dài lâu. Tối và đêm nay trời mát với mức nhiệt là khoảng 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Hiện nay vùng hội tụ gió trên mực 1.500 đến 3.000 mét đang được hình thành trên khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Dự báo trong đêm nay và rạng sáng mai 29 tháng 9, ở đây sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp đó từ khoảng ngày 30 tháng 9, một khối không khí lạnh từ phía Bắc sẽ di chuyển xuống nước ta và nó sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực vùng núi và sau đó thì mở rộng ra toàn Bắc Bộ. Cùng với mưa, nền nhiệt Bắc Bộ sẽ giảm hẳn, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng chỉ từ 20 cho tới 23 độ,
trời lạnh, có nơi trời rét. Ban ngày mức nhiệt cũng chỉ xung quanh ngưỡng 26 tới 29 độ. Với Trung Bộ, trong 2 ngày tới thời tiết vẫn chủ đạo là tạnh ráo, oi bức với mức nhiệt trên toàn khu vực phổ biến là 32 cho tới 34 độ, có nơi còn nắng nóng trên 35 độ. Sau đó cũng từ chiều tối 30 tháng 9 sang ngày mùng 1 tháng 10, khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống và mang đến mưa rông cho khu vực Bắc Trung Bộ. Vùng mưa dần mở rộng và dịch chuyển xuống Trung Trung Bộ trong 2 ngày tiếp theo. Và cùng với mưa, nền nhiệt trên các khu vực này cũng sẽ giảm dần từ 2 cho tới 4 độ. Còn ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới sẽ có mưa tăng trở lại do hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Thời gian mưa vẫn chủ yếu tập trung về chiều và tối. Ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ từ 31 cho tới 34 độ tại Nam Bộ và từ 29 đến 32 độ tại Tây Nguyên. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong 2 ngày tới phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng, cường độ gió ở mức cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Bản tin thời tiết cuối ngày 28 tháng 9 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.